Xin được hoan hỉ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát cùng với Diễm Quỳnh sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 4 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ Quý Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Họa vô đơn chí, đây chính là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể chúng ta sẽ gặp phải đại nạn trong năm 2022 này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Quý Tỵ phải quá lo lắng. Những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân hơn. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạ ở phía trước. Nếu nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng 4 này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022 nhâm dần. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Xin mời! 1953, trong tháng 4 âm lịch năm 2022, người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành, trường lưu thủy, là người họ trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời, đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người tuổi này lại tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định làm việc gì. Hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi, đúng đắn và rất tốt. Sức khỏe của quý gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng 4 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần phải điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu, đúng nghĩa. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp ất âm mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, quý gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động có ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy cứ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà.
Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra, như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, gia chủ cần phải giữ sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu khắc có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý và không làm việc quá sức. Các gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các quý gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953. Những người tuổi Quý Tỵ cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống thì bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1953 Quý Tỵ trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi cái vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung tiếp theo.